vì sao Quốc hội dỡ bỏ đề nghị của Nguyễn Hòa Bình về việc hạn chế phóng viên tác nghiệp tại tòa. Giới quan sát cho rằng ở Việt Nam, việc đưa tin hình ảnh tại các phiên tòa mang tính nhạy cảm chính trị thường bị hạn chế, thậm chí các phiên tòa này còn sử dụng biện pháp không cho phép ghi hình, ghi âm. Đây là một bước lùi của ngành tư pháp nói chung và ngành tòa án nói riêng. Báo Lao Động vào ngày 24 tháng 6 đưa tin với tiêu đề không đổi tên tòa án tỉnh huyện cho ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa. Bản tin cho biết sáng ngày 24 tháng 6, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua luật tổ chức tòa án nhân dân có sửa đổi. Theo đó, sau khi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, Tòa án nhân dân tối cao và thường trực Ủy ban Tư pháp đã thống nhất sẽ tiếp tục giữ nguyên quy định về tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân cấp huyện như luật hiện hành. Đáng chú ý, Quốc hội đã đồng ý cho phép ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa với điều kiện được sự đồng ý của chủ tọa và những người liên quan. Đây là vấn đề đã gây tranh cãi trong thời gian qua, theo yêu cầu xuất phát từ Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2022, trong việc đề nghị Quốc hội xem xét về pháp lệnh mới, siết chặt việc ghi âm, ghi hình, đưa tin từ các phiên tòa xét xử ở tòa án. Theo Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ, khi trình bày tờ trình tòa án này trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 8 năm 2022, đã nói rằng các hành vi cản trở hoạt động tố tụng xảy ra ngày càng nhiều, có xu hướng gia tăng, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ việc, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giải quyết vụ việc của cơ quan, người có thẩm quyền, tính tôn nghiêm và quyền uy của tư pháp. Theo đó, việc các nhà báo ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa sẽ bị phạt từ 15 triệu đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Việc cản trở tác nghiệp của phóng viên sẽ làm ảnh hưởng đến quyền tác nghiệp của báo chí và khó đảm bảo tính chính xác của thông tin được truyền tải từ các tòa soạn báo. Trước đó, Tòa nhân dân tối cao từng đề xuất hạn chế cả việc ghi âm và ghi hình tại phiên tòa chỉ được thực hiện trong phần khai mạc và tuyên án. Như vậy, quy định chính thức tại luật tổ chức Tòa án nhân dân tối cao năm 2024 về việc cho phép ghi âm, ghi hình tại phiên tòa được đánh giá là mở hơn so với trước đây. Ngoài ra, theo quy định mới, không hạn chế thời gian ghi âm. Được biết, trong thời gian gần đây, cả Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Hội Nhà báo Việt Nam đã nhiều lần có văn bản đề nghị cần phải cho phép ghi âm, ghi hình diễn biến các phiên tòa công khai. Đồng thời, Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cũng đã đề nghị quy định theo hướng tạo điều kiện cho báo chí đưa tin chính xác về vụ án, chứ không nên hạn chế những điều không cần thiết. Theo giới chuyên gia, việc phát trực tiếp hay tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp tại tòa có thể giúp làm minh bạch hơn đối với ngành tư pháp, nhưng bên cạnh đó cũng có lo ngại rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư hay phán quyết của tòa án. Đây là vấn đề quan trọng sẽ được chủ tọa phiên tòa quyết định cụ thể riêng nếu cần. Công luận thấy rằng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình cũng như các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải thay đổi tư duy ban phát, mà cần phải ý thức rằng người dân cũng như các phóng viên được phép làm những gì pháp luật không cấm. Đồng thời, chính quyền cần phải từ bỏ tư duy quyền lực độc tôn và đảng thì luôn đúng. Việc hạn chế ghi âm, ghi hình tại tòa là bằng chứng cho thấy ý thức không chịu thua dân của Chánh án Nguyễn Hòa Bình một lần nữa lại thất bại trước lẽ phải. Theo giới quan sát, trong bối cảnh quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang suy giảm bởi nhiều lý do khác nhau, cho nên thời gian gần đây Chánh án Tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có vai trò khá mờ nhạt trên chính trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vì sao Quốc hội dỡ bỏ đề nghị của Nguyễn Hòa Bình về việc hạn chế phóng viên tác nghiệp tại tòa. Cảnh báo sự nguy hiểm của Bộ Công an khi Tô Lâm trở lại với quyền lực mạnh hơn. Trong thời gian 8 năm là người đứng đầu Bộ Công an, với sự dung túng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Công an và ông Tô Lâm đã trở thành tổ chức và cá nhân có quyền lực lớn nhất trong bộ máy đảng và nhà nước. Mọi yêu cầu của Bộ Công an đưa ra đều được bộ máy đảng, nhà nước đáp ứng vô điều kiện. Ông Tô Lâm nổi tiếng trong việc lạm quyền và bành trướng quyền lực cho cá nhân cũng như toàn bộ ngành công an. Mới đây nhất, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 11 tháng 6 tại phiên họp thứ 34, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết, đã cơ bản nhất trí về đề xuất của Bộ Công an cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.
trên mạng xã hội có nhiều ý kiến phản đối và chỉ trích mạnh mẽ khi cho rằng đề xuất này đã được chính phủ trình Quốc hội đầu tháng 3 năm 2024, nhưng bị Quốc hội bác bỏ. Sau đó ngày 22 tháng 5, sau khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước, thì chính phủ tái đề nghị đưa nội dung này trở lại dự thảo để trình Quốc hội thông qua. Nhiều ý kiến khẳng định đề xuất này của Bộ Công an cho thấy bộ này có thể sẽ áp đặt chỉ tiêu tiền phạt với lực lượng cảnh sát giao thông. Từ đó sẽ dẫn tới tình trạng các công an viên sẽ phải tăng cường xử phạt để đạt đủ mức khoán. Khi đó, dù là lỗi nhỏ nhất hoặc không có lỗi, thì cũng bị lực lượng này tìm mọi cách, tìm lý do để phạt người sử dụng phương tiện giao thông. Như vậy sẽ tạo thêm áp lực, gánh nặng cho số đông người dân cả nước. Tới đây, khi dự luật này được đưa vào áp dụng, thì chắc chắn những người sử dụng phương tiện giao thông sẽ gặp khó khăn nhiều hơn nữa, do lực lượng cảnh sát giao thông sẽ nhũng nhiễu mạnh hơn ở khắp nơi. Hơn nữa, công luận thấy rằng chỉ hơn 3 tháng Quốc hội vừa bác bỏ rồi lại đồng ý đề xuất này đã chứng tỏ việc cho thấy Chủ tịch nước Tô Lâm nắm quyền lực bao trùm trong đảng và thúc đẩy mở rộng quyền lực của Bộ Công an. Đây cũng là kết quả của cuộc đấu quyền lực mà ông Tô Lâm và ông Bộ Công trưởng của Bộ Công an mang lại. Nhưng về lâu dài, nó sẽ tạo ra sự mất đoàn kết trầm trọng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân. Ngoài ra, việc cho phép riêng lực lượng cảnh sát giao thông có được đặc quyền như vậy thì sẽ tạo ra sự bất bình đẳng ngay trong nội bộ của Bộ Công an cũng như giữa các bộ, ngành trong chính phủ. Tuy nhiên, đây là hệ quả của việc trước đây, vào năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý để các cơ quan thanh tra được phép trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước với mức trích tối đa là 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước cho cơ quan thanh tra chính phủ. Công luận thấy rằng các chủ trương tùy tiện mang tính cục bộ như vừa kể trên đã tạo ra những tiền lệ xấu trong việc lũng đoạn chính sách và hưởng lợi bất chính từ người dân. Theo giới chuyên gia, điều đó có thể hiện chính sách bất hợp lý của chính quyền Việt Nam đã có sự ưu tiên quá mức với ngành công an, nhưng quá coi nhẹ các ngành giáo dục và y tế. Ví dụ, sự chênh lệch trong chi ngân sách của Bộ Công an là một minh chứng rõ ràng nhất. Cụ thể, chi ngân sách cho nhà nước năm 2024 cho Bộ Công an lên tới 173.000 tỷ đồng, trong khi chi cho giáo dục chỉ có 7.700 tỷ đồng, và Bộ Y tế cũng chỉ có 7.000 tỷ đồng. Công luận đánh giá rằng Việt Nam là một nhà nước công an trị, vốn dĩ đã lộng quyền, nên những lãnh đạo Bộ Công an lộng quyền và đứng trên luật pháp cũng là điều dễ hiểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin cảnh báo sự nguy hiểm của Bộ Công an khi Tô Lâm trở lại với quyền lực mạnh hơn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.